tới nhà mà tìm không thấy là chém chết cha con trong đi. Chết rồi, chả là mò tới đây nữa rồi. Ha, anh ba, ha, chui đi mô rửa. Trời ơi, tôi nói tìm anh muốn chết luôn á. Tìm tôi làm chi? Nhờ anh lâu quá không gặp, nhờ cái mặt tròn của anh đi tới thăm anh chơi chơi. Cảm ơn, tôi chưa có chết đâu. Biết cái nào tôi biết rồi. Tại vì anh chết là anh nằm ở nhà chứ anh qua đây chứ ngồi chơi. Thiệt là bất minh, đi đâu cũng gặp hết trơn cái tội. Ê, kìa anh Tư, mới nhắc là đã tới rồi. Dạ. Thử ngày mai coi khỏi nhắc coi, thằng chả không có mặt như thường à. Bởi rồi người ta mới nói, hữu duyên thiên lý năng tướng ngộ. Duyên đâu tôi không thấy, tôi chỉ thấy toàn là nợ không à. Hai anh mà cho em xin đi, hai anh đều có lý hết á. Anh biết tại sao không? Sai của nàng. Gắn. Tại vì là một là duyên, hai là nợ, ba là tình. Nó đưa đầy chúng mình, phải lui tới thăm nó. Cùng vì duyên, cùng vì nợ, cùng vì tình. Nó ràng buộc chúng mình, phải gắn bó bên nhà. Anh mua dám cho em gối tay sự đời, em đâu dám chọn anh chiếu chân ngọt bùi. Vậy mà sao lẽo đẽo nhìn xa, kề gần nhau suốt tháng quanh năm. Eo ơi nước lạ mà sao nó dính lên hồn. Không có tình thì duyên nào cũng ra, không có nợ thì đâu có hoàn ra. Không duyên tình đời ra răng trên dương thế, không duyên nợ tạo khang chi nghĩa cụ thể. Hôm nay hai anh đến chơi chẳng hay có chuyện gì không? À, không biết anh Tư có chuyện gì không chứ tôi thì có. Ồ, chuyện gì? Nói em nghe đi nào. À, lẽ ra thì tôi chỉ muốn nói riêng một mình cô Năm thôi. Nhưng lần nào á cũng gặp kỳ đà cản mũi hết trơn á. Cho nên hôm nay tôi nhất định nói thẳng luôn. Đúng rồi, hôm nay ở đây chúng mình toàn là quen biết cả mà. Có gì thì anh cứ nói thẳng ra đi. Vậy thì không giấu gì cô Năm. À, lâu nay tôi thiệt lòng là quý mến cô. À, cho nên tôi... gì vậy? Anh ba đừng nói. Anh không nói thì cũng không ai nói anh câm. Sao anh không cho tôi nói? Anh ba ơi, tình chị đẹp khi còn giang dở. Cứ để giang dở như rửa cho hồng đẹp. À, anh không cho tôi nói. Chắc là anh muốn nói với cô Năm chứ gì? Không, tôi cũng không bao giờ nói. Tôi thề tôi nói lão anh là cho xẹt đánh anh. À không, xẹt đánh vậy? Tôi á. Tôi nói thiệt anh ba, tôi sẽ ôm mối tình này trong mộng. Thà như rửa còn hơn tôi sống trong tuyệt vọng đau buồn. Trời đất ơi, nếu bạn như vậy á thì tôi nói à. Đừng nói, đừng, ngồi xuống đi. Anh mà nói là tôi cắn lưỡi tôi chết liền à. Vậy thì anh Tư nói đi. Không nói được. Tôi cũng không nói được. Trời đất ơi, chuyện gì vậy? Sao tôi khổ quá như vậy nè? Hay là bậy tịnh? Một là duyên, hai là nợ, ba là tình. Nó đưa đầy chúng mình, phải lui tới thăm nó. Cũng vì duyên, cũng vì nợ, chứ cũng vì tình. Nó ràng chúng mình phải gắn bó bên nhau. Anh đâu dám cho em gối tay sự đời, em đâu dám chọn anh chiếu chân một người. Vậy mà sao lẽo đẽo như xa, kề gần nhau suốt tháng quanh năm. Mà sao nó dính đến hồ là trời. Người dưng khác họ, sao đem lòng yêu
cái tình là cái chi chi, còn duyên là cái thả chi hè. Không có tình thì duyên nào cũng rã trên, không có nợ thì đâu có oan gia. Không duyên tình đời ra răng trên dương thể hiện, không duyên nợ tạo khang chi nghĩa phù thề. Không duyên tình đời ra sao trên dương thế, không duyên nợ tạo khang chi nghĩa phù thề. Thôi tôi chịu hết tội rồi ha, tôi không còn kiên nhẫn được nữa đâu. Bây giờ tôi phải nói ra ha, tôi nói rồi ai muốn sống sống, ai muốn chết chết. Cô Năm, ừ? Tôi yêu cô, tôi muốn xin cưới cô làm vợ. Nhưng mà hả? Cái gì? Trời đất ơi, em lại không có yêu anh. Trời ơi, tại sao cô không yêu tôi hả? Em yêu anh Tư. Trời đất, Tư. Trời ơi, chết rồi cho Tư. Cô Năm nói là cô Năm yêu tôi. Em yêu anh đó anh Tư. Trời ơi, nhưng mà tôi không có yêu cô Năm. Hả? Thấy chưa, ông đâu có anh, yêu cô. Anh không có yêu em, vậy tại sao anh ngăn cản anh ba cưới em chứ? Tại vì, trời ơi, phải nói một lần còn chết cũng nói. Tại vì tôi đã yêu anh ba chân rồi. Hả? Đãi đi mà. Lúc nào em cũng nhớ câu mẹ dạy. Dạy sao? Đừng nghe quân tử nỉ non. Mà rồi có lúc mà ẵm con một mình á. Không sao đâu, có qua ẵm chung nữa mà. Ủa, ông hết khăn tiếng hồi nào? Vậy thì qua phải làm sao để cô em tin đây? Hay là cô em muốn thử thách qua? Không thử thì làm sao biết được lòng người. Vậy cô em muốn thử cách nào? Thường thường á thì người ta lấy lửa thử vàng nè, lấy vàng thử đàn bà nè, lấy đàn bà thử đàn ông nè, lấy đàn ông thử thử lại cái. Quà đã nói qua không phải là lại cái mà, không tin sao? Hay là cô em muốn thử với qua? Không dám đâu. Cô em đừng có ngại nha, muốn thử thì cứ nói, qua sẵn sàng chứng tỏ qua là một người đàn ông thật sự. Ngu sao mà thử kỳ vậy? Đã thật lòng yêu mến cô em rồi thì dù cô em có bảo qua nhảy vô dầu sôi lửa bỏng, qua vẫn sao? Vẫn từ chối như thường. Ông nói thương tôi, sẵn sàng hy sinh cho tôi, nhưng sao bây giờ lại nói là không có dám? Hy sinh kiểu đó lỡ chết làm sao? Lấy ai thương của em được nữa? Vàng mười thử lửa thử than, người khôn thử tiếng, người ngoan thử lời. Gian nan mới biết lòng người, đắng cay mới biết tình đời đục trong. Cho dù phải đi bộ qua biển đông, bơi trong sa mạc lửa trong cản đường, đã yêu thương thì gươm trường không sợ, xét đánh bên tai duyên nợ không buông. Phen này qua quyết tới luôn, phen này qua quyết tới luôn, phen này qua quyết tới luôn. Nói chuyện nãy giờ thấy ông cũng thật tình quý mến em. Phải nói là yêu mến mới đúng. Nhưng rất tiếc là em phải đi. Đi đâu vậy? Em đi đâu mắc mớ vậy ông? Không phải, mà em đi đâu đó thì qua cũng theo tới cùng đó. Em phải đi hái một ít trái cây để sáng mai đem ra chợ sớm đó. Mà nãy giờ cứ đứng đây nói chuyện với ông hết cả ngày rồi. Vậy thì bây giờ để chuộc lỗi, em cho phép qua đi theo phụ giúp em tay được không? Vậy thì may quá, ông là đàn ông này, khỏe mạnh. Chứ sao? Thì ông leo dùm em lên cây, hái cho em một ít trái đi. Trái gì vậy? Thì trái cây chứ trái gì nữa. À vậy hả? Chắc em muốn thử thách qua chứ gì. Dễ thôi. Nè, giữ giùm qua đôi guốc nha, đi qua leo lên chờ. Đừng có đi đâu nha. Em trời đất ơi, qua đâu có thấy trái gì đâu em. Ông phải leo lên cao mới thấy được. À, trời ơi, vậy là cao lắm rồi, cao rồi chắc té quá em ơi. Ê trời ơi, chó ở đâu em ơi, quá sợ chó lắm em ơi, đừng có bỏ qua một mình em ơi. Rồi, em. Rồi, bị gạt nữa rồi.
Thank you.